Cà phê linh chi của Unicity là sự kết hợp hoàn hảo hương vị độc đáo của cà phê nguyên chất và tinh chất nấm linh chi truyền thống, giúp bắt đầu một ngày mới tỉnh táo, tràn đầy hương phấn và tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Cà phê Quốc tế cho thấy, những người uống cà phê hàng ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đến 50% và cà phê có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng, tăng cường sức khỏe, xóa tan sự mệt mỏi và giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson là sự kết hợp giữa hai thành phần chính, cà phê và nấm linh chi, là các hoạt chất giúp xử lý protein và chất béo, giảm đường trong máu ngăn cản sự thèm ăn, giúp giảm lượng cholesterol, giảm số chết và chống lại sự suy nhược của cơ thể, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất. Cà phê linh chi xóa đi những cảm giác mệt mỏi, trong động mạch giúp cho sự lưu thông máu tốt hơn, kích thích hệ thống thần kinh và não, hỗ trợ các triệu chứng hen suyễn, chống viêm và dị ứng. Lượng đường có trong sản phẩm là đường đơn tạo cảm giác ngọt an toàn cho người bệnh tiểu đường không gây hại. Chúng tôi Unicity chính hãng chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm của Unicity. Vui lòng liên hệ Zalo 0965 117 550, hotline 0963 284 986.